Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà kênh Hoàng Thế Giới Cuộc Sống Pháp. Đây cả nhà ơi, hiện tại tôi đang mặc ở bên chợ Leclerc cả nhà. Em đang đi chợ thì thấy xe đạp họ giảm rất là nhiều luôn. Xe đạp thì lớn, rồi nít, trai gái thì có đủ hết cả nhà. Đây ở phía xa là một hàng xe đạp cả nhà. Bây giờ tôi mời cho cả nhà xem cả nhà nha. Đây cả nhà, đây họ giảm xe đạp ngày 21 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4. 700 mấy giảm 100. Cái xe đạp nha. Này cái yên sao? Cái yên sao hình như là phải làm riêng thì phải. Nó có hai màu đen với màu trắng, cái màu hồng hồng. Xe đạp của cái trên này có cái chuông. Ủa xe pin hả? Ủa xe xài pin hả mà có cái cục sạc trên ta. Xe đạp cục cao cho nhộng. Đây là phải mua yên riêng hay gì. Đây thì tập thể thao 370 giảm 50 ơn. Đây cũng 29. Đây có 3 màu nha. Ở trên đây thì không có yên nữa sao. Này thì 349 đồng. Này bảo hành 2 năm. Này nó có cái lò xo ở chính giữa. Trời, cái bánh nó cao ghê chứ. Này thường là ta bán cho mình đó là mình phải về mình tự ráp đó nha, chỉ đưa cái sườn cho mình thôi chứ không phải đưa nguyên chiếc xe như Việt Nam mình mua nguyên chiếc xe. Đây. Xe này thì giảm 169. Hầu như là mình về mình phải tự ráp nha. Cái này thì 299 đồng. Trời ơi, chiếc xe màu vàng trông đẹp ghê. 389 đồng. Bảo hành 2 năm. Cái chuông ở trước. Xe này nhìn đẹp quá. Không có rổ, cái này trên này không có rổ. Cái loại xe đạp của nó cũng đẹp lắm nha. Đứng kia ông này, này ông này ông đang kiếm công an có chiếc xe đạp. Đây, chiếc xe đạp này là 1.000 euro. Chiếc này 1.400. Ngàn rưỡi luôn, ngàn tư chín đây nè. Chơi đàn ông. Còn chiếc kế bên đó là 500. Cái này 1.000 cả nhà. Cái màu này này nó có điện, cái máy điện gì đó. Đây nè. Chiếc này không mà 1.000 rồi nè. Chiếc này đây. Còn chiếc kế bên là 1.500, 1.499. Còn chiếc này thì 500 euro. Xe đạp đó nha. Chiếc này thì 919 ơi. Này dàn xe đạp. Còn lại đây. Này
này thì xe đạp thể thao. Đây, chiếc này thì 129 đồng. Có chuông, có đèn ở trước, không có đèn ở dưới đây. Mình tưởng chỗ đèn có bánh giữa bánh xe. Chiếc này 309 đồng. Bánh nó cao quá nhỉ, đạp nó khỏe. Đây, 179 đồng. Đây này của mấy đứa mười mấy tuổi nha, mấy thằng trai mười mấy tuổi, 229 đồng. Đây, chiếc này thì 179. Đây, xe đạp màu xanh đẹp quá. Đây, này hầu như là về mình phải ráp 229 đồng. Đây, nhà xe đạp, còn xe đạp đưa nít đây. Đây, chiếc xe đạp nhỏ xíu này 109 đồng. Còn này giá công của thằng trai mình nữa nha. Đó, mình cũng mua ở đây luôn nè. Đó chiếc màu hồng kế bên luôn. Hai chị em đưa một chiếc. Đang giảm 20 đồng. 119. Con xe này thì chở được người nữa phía sau. Cái xe này mà 4 bánh ở nhà là mình phải mua 2 cái bánh sau riêng nữa. Chứ mua 2 cái bàn đạp trước là bắt buộc phải có rồi. 2 cái bánh sau là mình phải mua riêng nữa nha. Có đèn. Cái nhà thì lớn hơn chút cỡ mấy tuổi chạy được thằng gái. 139 đồng. Hai chiếc xe trong lớn hơn được một chút. Ở trong đây có cái tiệm ở đầu nha. Bên kia thì bàn ghế. Tiệm ở đầu nằm trong đây thấy hơi vắng. Đây chiếc xe đạp nha. 139 đồng. Còn này thì xe điện 249 đồng. Này xe này đi người à, chạy được người nữa đứng ở trước hoặc ngồi ở trước mà nhỏ thôi. Xe điện đó nha, 399 đồng. Kêu bằng trottinette 269 đồng. Mà xe màu xám là 269 đồng. Còn xe bên kia bên này là 399. Này tập thể dục 149 đồng. Tập thể dục đó. Đạp này, cái bên này 300 euro. Nhà đồ chơi của bé này không bán nữa nha. Mấy cái máy xe điện kia nọ. Không có để cái chân ngay đây. Xe điện chả. Cái nút điều khiển đó là gì? Thắng, đây bấm thắng. Cái máy tập thể dục đạp nha. Đây còn máy này nó đi bộ này, thấy đi chợ thấy cửa hàng xe đạp nó giảm thì quay cho cả nhà xem xíu cả nhà. Xin chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại trong video tiếp theo cả nhà nha.